Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 5, chương trình Thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, phường Hoàng Diệu, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Người. Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Bình thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ 12 giờ ngày 20 tháng 5, điều chỉnh giãn cách đối với một số hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021, sáng nay, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Dự lễ dâng hương có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Sinh thời, người luôn dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn nguyện cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra. Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc, toàn thể dân tộc Việt Nam bồi hồi xúc động tưởng nhớ về Người, tôn vinh cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng, phong cách, đạo đức vĩ đại, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, công lao của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do hạnh phúc của nhân dân. Người để lại cho dân tộc Việt Nam và các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt, gắn với nhiều sự kiện quan trọng, đó là 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh 5 lần về thăm Thái Bình, biết ơn Bác, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình càng ra sức học tập và làm theo lời Bác, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thành công cuộc bầu cử. Cử tri Thái Bình phấn khởi hướng về ngày hội non sông, như lời Bác Hồ từng nói, lá phiếu của cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Chiều nay, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Bình thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo, đến hôm nay, các địa phương đã hoàn thành việc tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức in ấn, cấp phát tài liệu đến các huyện, thành phố, các ban bầu cử và các tổ bầu cử. Đáng chú ý là do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Thái Bình có 20 khu cách ly tập trung và khu bị phong tỏa, hơn 3.700 người cách ly tại nhà, 11 bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ và xác định mắc COVID-19.
Phương án thực hiện bỏ phiếu ở những khu vực này là sử dụng hòm phiếu phụ. Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí phấn khởi hướng về ngày bầu cử. Các ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động nắm tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề nổi cộm, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, chống phá cuộc bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao kết quả các ngành, đơn vị địa phương chuẩn bị cho bầu cử, đảm bảo chu đáo, đúng quy định, sẵn sàng các điều kiện cho cuộc bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, tình hình trong tỉnh đến thời điểm này ổn định, nhân dân hồ hởi, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đồng thời sẵn sàng cho ngày bầu cử. Tuy nhiên, những phần tử xấu, các thế lực thù địch, phản động vẫn đang ra sức chống phá cuộc bầu cử bằng nhiều thủ đoạn, hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế ở một vài địa phương, đơn vị trong chuẩn bị cho bầu cử. Vì vậy, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Trước mắt, cần tập trung rà soát, chấn chỉnh ngay những thiếu sót đã chỉ ra, cũng như khắc phục kịp thời các thiếu sót mới nảy sinh, nhất là về cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức và các quy định khác trong cuộc bầu cử. Không chủ quan, lơ là, phải tiếp tục chủ động hoàn thiện các phương án, nhất là sẵn sàng có phương án xử lý hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra. Là đề nghị các đồng chí cũng không chủ quan, tiếp tục hoàn thiện các phương án, nhất là phương án phòng và xử lý các tình huống dịch bệnh nếu xảy ra, các phương án cho các điểm có nguy cơ, nhất là các khu cách ly hoặc là các hộ gia đình, các cụm dân cư nằm trong khu cách ly. Cái này thì có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ Nội vụ rồi cái hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh, của Sở Y tế thì các đồng chí phải nghiên cứu cho kỹ và phổ biến quán triệt đến tất các tổ bầu cử và các cấp ủy các cấp, nhất là ở cấp xã, phải chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định này. Làm thế nào để chúng ta tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ cái nguy cơ nào trong quá trình tổ chức bầu cử. Đồng chí lưu ý, trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, các ngành, đơn vị địa phương có phương án đảm bảo nguồn lực cho cuộc bầu cử và thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch. Từ nay đến ngày bầu cử, phải tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, tạo không khí hồ hởi, phấn khởi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân. Chúng ta đẩy mạnh tổng lực cái công tác tuyên truyền. Tất cả các điểm bầu cử phải trang hoàng rực rỡ đúng theo quy định và phải bắt mắt, phải thu hút được nhân dân. Hệ thống loa là phải bắt đầu phát. Thế rồi các hệ thống thông tin lưu động, các đồng chí phải đảm bảo rằng thông tin phải đến được với người dân, đến được với cử tri. Và mọi cử tri về cơ bản là phải nắm được tinh thần. Thế còn càng cụ thể định hướng bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu. Trách nhiệm các đồng chí phải hết sức lưu ý và mục đích chúng ta là đến cuối cùng, đến ngày bầu cử là phải vận động được nhân dân đi bầu cử đông đủ, kịp thời, đúng giờ, hay nói cách khác là sớm, bầu cử sớm, đạt được tỷ lệ như Ủy ban bầu cử đã giao cho các địa phương. Đề nghị các đơn vị địa phương tăng cường nắm chắc tình hình và diễn biến tư tưởng, dư luận của nhân dân để có giải pháp xử lý kịp thời các tình huống xấu nảy sinh ở cơ sở. Phối hợp giữa các lực lượng chức năng để đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm đến công tác giám sát bầu cử và phải nắm chắc diễn biến tình hình trong suốt quá trình bầu cử, thường xuyên liên tục báo cáo tình hình ở cơ quan, đơn vị địa phương về tỉnh để kịp thời có những chỉ đạo cụ thể. Các thành viên trong ban chỉ đạo bầu cử sau khi bỏ phiếu bầu nhanh chóng xuống cơ sở, bám nắm địa bàn được phân công để thực hiện các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm địa bàn được phân công phụ trách. Các đồng chí bí thư các huyện ủy, thành ủy phải đảm bảo công tác bầu cử trên địa bàn diễn ra an toàn, đúng quy định và đảm bảo nghiêm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường làm trưởng đoàn có buổi làm việc và kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Thái Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới tại tỉnh Thái Bình được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ quy định của pháp luật.
công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn trong công tác bầu cử được đảm bảo, công tác tiếp nhận, giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại liên quan đến bầu cử được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng pháp luật, đoàn công tác của Bộ Nội vụ yêu cầu Thái Bình tập trung rà soát, kiểm tra các công việc đã thực hiện, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại từ nay đến ngày bầu cử. Từ công tác trang trí, khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, kịp thời phát hiện, uốn nắn, bổ khuyết cho các địa phương, tất cả các khâu phải tổ chức đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đoàn, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra đúng quy định, dân chủ, bình đẳng, an toàn và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Trước đó, đoàn công tác của Bộ Nội vụ kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Kiến Sương. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, nghe báo cáo diễn biến mới của dịch bệnh, thống nhất biện pháp phòng chống dịch thời gian tới. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện có 17 ca mắc COVID-19 từ ngày 6 tháng 5 năm 2021, trong đó chủ yếu liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Hiện tất cả bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đến nay Thái Bình đã kiểm soát khống chế được 7 ổ dịch trên địa bàn. Song bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số bất cập hạn chế như tính chủ động chưa cao, tính khoa học bài bản chưa chặt chẽ, quy trình bàn giao quản lý các trường hợp F2 còn bộc lộ thiếu sót. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành phải thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, thiếu trách nhiệm. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là các biện pháp theo thông điệp 5K, nâng cao và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến truy vết, cách ly, xét nghiệm và điều trị. Đây là những cái biện pháp căn cơ, biện pháp mấu chốt giúp chúng ta là kiểm soát được dịch bệnh. Thì trong cái thời gian vừa qua đấy, thì chúng ta làm những cái nhiệm vụ này là đã tương đối có hiệu quả rồi. Thì trong cái thời giai đoạn tới, thì tôi đề nghị là các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, ủy ban dân các huyện, thành phố, rồi là ngành y tế, là tiếp tục phải nâng cao chất lượng đấy và đẩy nhanh hơn nữa, thần tốc hơn nữa, kiên tiến độ và hiệu quả thực hiện cái nhiệm vụ này. Đối với tình huống xuất hiện ca F0 ngoài cộng đồng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế phải thông báo kịp thời, không kể ngày đêm, cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố địa bàn đó. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức truy vết các trường hợp liên quan với phương châm điều tra thật kỹ, truy vết triệt để, tuyệt đối không để mất dấu F0, không để sót F1, F2, F3 ngoài cộng đồng. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Đồng chí thống nhất giao ngành y tế nghiên cứu tham mưu giải pháp sẵn sàng thực hiện cách ly lên đến 10.000 người trong trường hợp dịch bùng phát. Về xét nghiệm, hiện Thái Bình đã đáp ứng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, do đó cần tập trung củng cố năng lực xét nghiệm. Ngành y tế các đồng chí phải nghiên cứu cho tôi là xác định cái đối tượng, cái phạm vi để xét nghiệm, để trên cơ sở đó chúng ta có cái tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm đánh giá cái nguy cơ để kiểm soát. Tôi nói ví dụ như là bây giờ cái đối tượng ở trong các doanh nghiệp thì chúng ta phải chú ý đến cái đối tượng hay tiếp xúc, đấy là coi xe, bảo vệ, người quản lý chẳng hạn, hoặc bếp ăn, đồng chí lấy mẫu ngẫu nhiên đi trong các doanh nghiệp lớn đi để xét nghiệm, đấy rồi là các cái người ở khu cách ly F1, F2 chúng ta lấy mẫu theo quy trình, đấy, theo thời gian kiểm soát và lấy mẫu những cái trường hợp mà đi về từ vùng dịch về. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, phải thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch phục vụ cuộc bầu cử.
đây là yêu cầu hết sức quan trọng, một nhiệm vụ hết sức quan trọng mà đòi hỏi các cấp các ngành, hệ thống chính trị và người dân chúng ta thực hiện cho tốt. Thì bây giờ là ngành y tế cũng đã có hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn phòng chống Covid trong bầu cử rồi, yêu cầu các cấp các ngành là chúng ta phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, phải phổ biến đến từng tổ bầu cử, từng khu vực bỏ phiếu những cái yêu cầu này để đảm bảo làm sao là chúng ta bầu cử thì diễn ra an toàn đúng luật, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất từ 12 giờ ngày mai 20 tháng 5 nới lỏng đối với một số hoạt động giãn cách được quy định tại công điện số 05 ngày 6 tháng 5 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, đối với hoạt động kinh doanh ăn uống, giải khát sẽ được phép hoạt động trở lại, song chỉ thực hiện bán hàng mang về, không tổ chức ăn uống tại chỗ, nghiêm cấm triệt để hoạt động buôn bán trên vỉa hè, lòng đường, tiếp tục dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết đã được quy định trước đó. Tình hình dịch bệnh trong nước trong những ngày qua đang diễn biến rất phức tạp. Tình hình dịch trong tỉnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để khẩn trương chủ động ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, thực hiện mục tiêu kép, đồng thời tổ chức thành công bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công điện khẩn số 06 về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là một số nội dung chính của công điện. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế. Tuyệt đối không chủ quan lơ là, xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp, địa bàn quản lý. Phát huy tinh thần tự giác, chủ động của mỗi cá nhân và người dân trong công tác phòng chống dịch. Nghiêm túc xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân lơ là chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Từ 12 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2021, gỡ bỏ thực hiện giãn cách trên địa bàn tỉnh đối với một số hoạt động theo chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ được xác định tại công điện khẩn số 05 ngày 6 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch cụ thể như sau. Dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, hoạt động vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, xông hơi, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng, các hình thức kinh doanh dịch vụ hoạt động như quán bar, vũ trường. Tạm dừng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã, các giải thi đấu thể thao, hoạt động của các bể bơi tắm biển. Tạm dừng hoạt động thể dục thể thao, thể hình tại phòng tập gym, aerobic, yoga. Tạm dừng hoạt động, đóng cửa các khu điểm du lịch, các tour du lịch đưa đón khách từ tỉnh ngoài, khách nước ngoài về Thái Bình. Dừng đón khách tại các di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải khát được phép hoạt động trở lại, nhưng không được phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Ghi nhật ký của khách hàng, nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện chưa cần thiết, trường hợp cần thiết phải tổ chức để triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, thì cơ quan đơn vị chủ trì tổ chức phải thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khử khuẩn. Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là khi đi đến các tỉnh, thành phố có dịch. Khuyến cáo người dân khi có việc thực sự cần thiết mới đi ra khỏi nhà. Không đi ra ngoài tỉnh, nhất là đến các địa phương có dịch. Người Thái Bình từ vùng có dịch không nên về tỉnh trong thời điểm này, khi có việc thực sự cần thiết mới đi hoặc về và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nghiêm túc khai báo y tế. Khi phát hiện các bệnh F0, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phải khẩn trương thông báo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố để chỉ đạo tổ chức khoanh vùng ngay, giám sát chặt chẽ, điều tra kỹ lưỡng, truy vết thần tốc triệt để, tuyệt đối không để mất dấu F0 và không được bỏ sót các trường hợp liên quan F1, F2, F3. Quản lý cách ly, siết chặt quản lý các khu cách ly tập trung, đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, các khu cách ly phải có đủ camera để giám sát người được cách ly, tuân thủ các quy định về cách ly tập trung. Trong đó lưu ý việc giãn cách không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chặt chẽ, theo dõi sức khỏe các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương. Sở Y tế xác định phạm vi đối tượng lấy mẫu xét nghiệm, triển khai kế hoạch điều phối việc tổ chức xét nghiệm nhanh nhất, phấn đấu thực hiện theo công thức 46 trong lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm,
đồng thời tổ chức đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm từ các khu vực có nguy cơ cao, chủ động đề xuất xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên trong cộng đồng. Lưu ý về các trường hợp tiếp xúc với nhiều người tại các doanh nghiệp, chợ như bảo vệ, coi xe để có biện pháp xử lý kịp thời. Giao Sở Y tế sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 khi có yêu cầu. Đồng thời, tham mưu phương án mở rộng quy mô bệnh viện dã chiến lên 1.000 giường bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các địa bàn khu vực có nguy cơ cao. Các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn tỉnh khi phát hiện người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng phải lập danh sách, họ và tên, số điện thoại, chỗ ở hiện tại, thời gian đến mua thuốc và thông báo ngay với trạm y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các nơi thường xuyên có hoạt động tập trung đông người, siêu thị, chợ, bến xe, quảng trường, công viên, công trường xây dựng, phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở và có biện pháp hạn chế tập trung đông người. Xây dựng phương án phòng chống dịch, đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả. Đối với cá nhân thực hiện 5K, đặc biệt yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang. Đối với cơ sở, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, phải tự đánh giá, cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19. Giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm người không đeo khẩu trang, kiên quyết đóng cửa các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp nếu không bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương và tại các điểm bầu cử trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử. Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình về những biện pháp phòng chống dịch trong bối cảnh hiện nay. Xin ông cho biết là trong giai đoạn vừa qua vào ngày 6 tháng 5 thì tỉnh Thái Bình đã ban hành công điện số 05 về công tác phòng chống dịch và trong đó có việc giãn cách ở một số hoạt động. Thì ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của biện pháp này sau một thời gian thực hiện? Vâng, chúng tôi đánh giá là cái việc thực hiện triển khai cái công điện đó vào thời điểm đó là hết sức là phù hợp, cần thiết và đạt được cái hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch. Trong giai đoạn vừa qua có 17 trường hợp dương tính thì cũng đều xuất hiện chỉ ở các cái khu cách ly ở các cơ sở y tế hoặc là cách ly tập trung, cho nên tất cả những trường hợp đó đều được quản lý nguồn lây và không có nguy cơ để lây lan ra cộng đồng. Thì đấy là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là công điện số 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh trong giai đoạn vừa qua đã có hiệu quả, tích cực khống chế, quản lý, giám sát được tình hình dịch. Và đến thời điểm này chúng tôi đánh giá rằng là tỉnh Thái Bình đã đang kiểm soát tốt các cái ca dịch dương tính và các ổ dịch trong cộng đồng. Vâng, vậy thì trong thời gian tới sau khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội thì tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch như thế nào? Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có công điện 06 quyết định là 12 giờ ngày 20 tháng 5 bỏ cái thực hiện cái giãn cách trên địa bàn tỉnh đối với lại một số các cái hoạt động. Nhưng mà bỏ đây không có nghĩa là chúng ta lại không tổ chức thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch, mà chúng ta phải tập trung vào đồng thời tiếp tục các cái biện pháp phòng chống dịch một cách rất là cụ thể và quyết liệt. Các địa phương thì cũng cần phải nêu cao trách nhiệm cũng như cái ý thức chấp hành việc thực hiện cái phòng chống dịch. Đặc biệt lúc này thì người dân vẫn phải thực hiện nghiêm 5K, quan trọng nhất là chúng ta phải là đeo khẩu trang thường xuyên, khử khuẩn tay, không tụ tập đông người, khai báo y tế. Trong cái biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện các cái hoạt động phòng chống dịch tốt, nhưng mà các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được thực hiện an toàn, đồng thời cũng phục vụ những cái hoạt động về chính trị, về kinh tế như là cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được diễn ra trong ngày 23 sắp tới đây. Vâng, xin cảm ơn ông. Không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, đây là chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi đi kiểm tra một số khu vực cách ly và các bệnh viện tại thành phố Thái Bình vào chiều nay. Sau khi kiểm tra khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại phường Kỳ Bá, Bệnh viện Đa khoa thành phố cơ sở 2, Bệnh viện Nhi Thái Bình và Bệnh viện Phổi Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại các khu vực cách ly, đồng thời đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, quan tâm chế độ ăn uống, điều kiện sinh hoạt, quản lý, theo dõi sức khỏe của người dân, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Đối với Bệnh viện Nhi Thái Bình, cần xây dựng kịch bản phòng dịch ở các cấp độ khác nhau, sử dụng hiệu quả hệ thống máy Real-time PCR, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ nhiễm COVID-19.
để kịp thời hỗ trợ góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã vận động các doanh nghiệp thành viên chung tay ủng hộ đến thời điểm này được trên 2 tỷ đồng. Những ngày qua, dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp khó lường. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc để tiếp tục cùng Thái Bình có thêm nguồn lực hỗ trợ mua vật tư y tế, vaccine ngừa COVID-19, hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch. Tính đến ngày hôm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã huy động được 40 doanh nghiệp đóng góp với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng và một số hiện vật như sinh phẩm y tế, thực phẩm, máy lọc nước. Đây là hành động ý nghĩa thể hiện trách nhiệm của doanh nhân doanh nghiệp Thái Bình chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, từ khi phát động đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa đến mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, học Bác ở tinh thần đoàn kết, sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc và cả những hy sinh thầm lặng đang được phát huy mạnh mẽ ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Tinh thần ấy đang được thể hiện rõ nét ở mỗi cán bộ, y bác sĩ, là những người tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Những ngày này, bác sĩ Nguyễn Ngọc Truyền, khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, cùng mọi người trong khoa đang phải làm việc ngày đêm để điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Khó khăn cho bác sĩ Truyền hơn cả, đó là vợ anh cũng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đang mang thai ở tháng thứ 7. Chị cũng phải cách ly nhiều ngày do có liên quan đến các ca bệnh dương tính tại đây. Khó khăn là vậy, nhưng cả hai vợ chồng đều động viên để cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Alo, vợ à? Anh chưa, anh bây giờ anh đã nghỉ đâu? Bây giờ vừa nãy vừa điều tra xong mấy ca nhiễm xong, bây giờ còn đang điều tra truy vết tiếp. Thế tối liệu anh có về nhà được không? Không, buổi tối nay chắc là anh ở cơ quan thôi, xong rồi khi mà điều tra xong thì anh còn phải tiến hành quản lý, giám sát mọi người chuyển đi cách ly. Anh với các anh chị ở trong khoa cố gắng nha. Ừ, ok, xin chào nha, cố lên. Tương tự là trường hợp của bác sĩ Phạm Thị Mận, khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng. Mỗi ngày, khoa phải lấy mẫu và xét nghiệm cho từ 2.000 đến 3.000 mẫu liên quan đến COVID-19. Cường độ làm việc gấp 5, thậm chí gấp 10 lần so với ngày thường, nên bác sĩ Mận và mọi người trong khoa phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Chồng đi công tác xa, con còn nhỏ, bác sĩ Mận chỉ kịp gửi tạm cháu cho ông bà để sẵn sàng nhận nhiệm vụ và thực hiện công việc được giao. Hiện tại là tôi là một thành viên của đội cơ động, thì khi mà có hỗ trợ cần hỗ trợ của các huyện ấy, kể cả là 1-2 giờ đêm thì mình cũng phải có mặt kịp thời để cùng với lại các anh chị em đi xuống tại cái điểm thực địa, tức là những cái ổ dịch ấy, để mình lấy mẫu kịp thời, hỗ trợ tuyến huyện, tuyến xã trong cái việc mà lấy mẫu và khoanh vùng ổ dịch. Bác sĩ Truyền, bác sĩ Mận chỉ là hai trong số hàng nghìn cán bộ y bác sĩ trong toàn tỉnh Thái Bình đang ngày đêm không ngại xung pha đến các điểm nóng nhất của dịch bệnh. Thức trắng đêm để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Hay tạm gác lại hạnh phúc riêng, xa những người thân yêu nhất để ngày đêm túc trực bên buồng bệnh, tận tình chăm sóc bệnh nhân. Học tập và làm theo lời bác, đối với mỗi cán bộ y bác sĩ Thái Bình, đó là sự tận tụy trong công việc và hết lòng vì bệnh nhân. Cái công việc thì mặc dù sức ép rất là nhiều nhưng anh em vẫn rất là vui vẻ, đoàn kết cùng nhau vượt qua những cái lúc khó khăn. Trong cái thời gian rất ngắn, chúng tôi đã thực hiện được khoảng trên 10.000 mẫu xét nghiệm và tất cả các cái kết quả xét nghiệm trả ra thì đều hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị và các bạn, đoàn kết và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất là những gì chúng tôi cảm nhận thấy ở mỗi cán bộ y bác sĩ của Trung tâm CDC Thái Bình nói riêng cũng như là ngành y tế Thái Bình nói chung. Và tinh thần này sẽ tiếp tục lan tỏa ra toàn tỉnh để Thái Bình phòng chống dịch bệnh hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ điều kiện. Trong đợt này, Đảng bộ phường Kỳ Bá có 34 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đồng chí được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí được tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng, 8 đồng chí được tặng huy hiệu 50 tuổi Đảng,
còn lại là 45 và 40 năm tuổi Đảng. Chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu cao quý của Đảng. Lãnh đạo Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp đối với Đảng nói chung và với Đảng bộ, nhân dân địa phương nói riêng. Đồng thời tin tưởng các đồng chí được tặng huy hiệu Đảng tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất cách mạng của người đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao phó. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.